Xin chào các bạn. Trong video hôm nay, tôi muốn mời các bạn tìm hiểu về chi phí sạc pin, chi phí sử dụng tùy theo quãng đường đối với VF8 này. Hiện nay thì tôi đang sử dụng nguồn điện là nguồn điện 3 pha tại nhà và bộ sạc là bộ sạc 7,4 kW. Tuy nhiên, bây giờ sắp đến giờ cao điểm của điện lực là từ 9:30 đến 11:30, thế nên là tôi xin phép vào ngắt điện cái đã. Trước khi đi vào chi tiết thì tôi muốn chia sẻ với các bạn về đặc điểm sạc của chiếc VF8. Khác với VF34 thì chiếc xe này trong suốt quá trình sạc, quạt gió, làm mát pin là liên tục hoạt động. Dù là bạn cắm bộ sạc 3,5 kW theo xe, bộ sạc 7,4, 11 kW hay là những cái trụ sạc nhanh, siêu nhanh thì quạt gió liên tục hoạt động và nó dẫn đến tốn hơn ngoài cái sạc cho pin. Còn có cái tổn hao để cho các hệ thống sạc xe vận hành. Đấy, và thực tế con số đã chứng minh. Tôi sạc từ khoảng 11 giờ đêm hôm qua đến gần 9 rưỡi sáng nay, tức là 10 tiếng rưỡi tôi sạc từ 19% lên 87%. Với 68% pin đạt được đó, con số ở cục sạc này cho thấy là tôi đã tốn khoảng 68 số điện. Điều đó có nghĩa là 1% pin thì tôi mất một số điện. Thực tế thì chiếc xe này dung lượng pin có 88,8 kW, 89 kW thôi. Thế nhưng tại sao lại như vậy? Thì đó chính là liên quan đến việc tổn hao trong quá trình sạc nữa. Trong đó vấn đề là mát pin, nó khiến cho thực tế là 1 kW điện sẽ được 1% pin mà thôi. Chắc các bạn băn khoăn hỏi là vì sao sạc tại nhà lại không sạc theo cái bộ sạc theo xe mà lại sạc bộ sạc 7,4? Thì như các bạn đã biết, bộ sạc theo xe có 3,5 kW, mà khối pin này 88,8 kW, cộng thêm cái tổn hao như tôi vừa nói thì cần tới khoảng 100 số điện mà công suất tối đa kia 3,5. Thì các bạn có thể hình dung ra rồi là thời gian tôi cần để sạc đầy chiếc xe này phải tới 30 tiếng. Rất là khủng khiếp. Và tôi nghĩ là trừ những cái trường hợp đặc biệt nào đó thôi, chứ còn tôi sẽ không sạc 30 tiếng như thế. Vì thế sạc tại nhà mà tầm bộ sạc 7,4 này là ok rồi. Còn 11 kW nữa thì đẹp nhất. Bây giờ tôi sẽ tính toán cụ thể. Tôi muốn bổ sung thêm hai yếu tố nữa liên quan đến cái tính toán này. Thứ nhất là về quãng đường di chuyển thực tế. Thì như các bạn đã biết trong video đầu tiên dài nhất về chiếc VF8 này, là tôi đã thử nghiệm trên đường cao tốc với quãng đường di chuyển là 360 km, được 90% pin. Đấy, tính ra là khoảng tầm 400 km nếu mà đầy pin mà đi kiệt. Tuy nhiên đó là trong cái điều kiện mình thử nghiệm và cũng có phần hơi lý tưởng. Chân dẻo thì thậm chí còn nhiều hơn và tôi hy vọng chứng minh điều đó. Tuy nhiên trong các điều kiện di chuyển thực tế, dừng nghỉ rồi chở 2, 3, 4 người vân vân, thì tôi thấy quan sát là mình cứ đi bình thường nhất có thể thì 1% pin đi được 3,5 km các bạn nhé. Đấy là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai nữa là ngoài việc tổn hao trong quá trình sạc điện thì chiếc xe ô tô điện này để một ngày đêm, mức tiêu hao pin tự nhiên tự giảm đó thông thường là 1%. Đấy, thì tính ra một tháng sẽ mất 30%, tức là khoảng 30 số điện đấy. Đó. Thế thì ba yếu tố: một là 1% pin sạc mất một số điện, hai là để một tháng hết 30 số điện, thứ ba 1% pin đi được 3,5 km, tức là tương đương đầy pin mà đi tới kiệt thì 350 km. Và tính ra là 0,2857 kWh, tức là 0,2857 số điện trên mỗi km di chuyển. Ba yếu tố đấy sẽ là cơ sở cho tính toán tiếp theo của tôi. Tôi sẽ bắt đầu với gói thuê bao pin không giới hạn số km, bởi vì đây là gói tôi tin là đa số mọi người dùng VF8 sẽ lựa chọn. Gói này thì mức cước phí không giới hạn số km di chuyển là 2.189.000 đồng mỗi tháng. Giả định đầu tiên là tôi chạy 1.000 km mỗi tháng,
thì số điện phải sử dụng là 285,7 số cộng thêm 30 số tổn hao như đã nói ở trên thì tổng số điện cần dùng là 315,7 số điện. Với con số này, nếu tôi sạc tại nhà, chi phí phổ biến mà tôi quan sát được là khoảng tầm 2.100 đồng 1 kWh một số điện đấy, thì chi phí sạc điện tại nhà lúc đó sẽ là 663.000 đồng, cộng cả cái tiền thuê pin là 2.189.000 đồng vào là ra 2.852.000 đồng. Tính ra lúc này là 2.852 đồng 1 km. Trường hợp bạn sạc tại trụ sạc VinFast thì mỗi kWh, mỗi số điện họ tính theo đúng bậc 5 của Bộ Công Thương là 3.117,4 đồng 1 kW một số điện. Số tiền sạc là 984.200 đồng và tổng số tiền cả thuê pin là 3.173.000 đồng, tức là tính ra 3.173 đồng 1 km. Tương tự với cách tính này thì khi chạy 2.000 km, cả tiền thuê pin và tiền sạc nếu sạc tại nhà khoảng 3.452.000 đồng. Và như vậy thì chi phí sẽ là 1.726 đồng 1 km. Còn nếu sạc tại trụ sạc của VinFast thì tổng sẽ là 4.063.800 đồng và tính ra là 2.032 đồng 1 km di chuyển. Với quãng đường di chuyển khoảng 3.000 km thì chi phí sạc tại nhà khoảng tầm 1.330 đồng 1 km. Lúc đó thì hết khoảng tầm gần 3.988.000 đồng. Nếu sạc tại trụ sạc của VinFast thì tổng số tiền là 4.954.000 đồng và tính ra là 1.651 đồng 1 km. Nếu chạy 5.000 km, tổng số tiền mà bạn sạc tại nhà và tiền thuê pin đấy khoảng 5.251.000 đồng và tính ra lúc này chỉ khoảng 1.050 đồng mỗi km. Trường hợp bạn sạc tại trụ sạc, tổng số tiền bạn phải trả đâu đó là 6.735.000 đồng, tính ra 1.347 đồng 1 km. Thế còn trường hợp thứ hai, chọn gói thuê bao linh hoạt. Đối với những người tiên phong thì các bạn biết rồi, đặt cọc trước mùng 1 tháng 9 kể cả đặt cọc 10 triệu thì các bạn vẫn có quyền lựa chọn gói linh hoạt hoặc gói cố định. Gói linh hoạt là 990.000 đồng mỗi tháng, giới hạn 500 km. Trên 500 km sẽ phải chi phí là 1.980 đồng mỗi km. Từ con số này ta có thể thấy rằng là đối với gói linh hoạt nhiều hay ít là 1.980 đồng mỗi km. Thế nên so với gói cố định, ta sẽ nhận ra rằng cái điểm chung, điểm hòa vốn giữa hai gói này đó chính là lấy 2.189 chia cho 1.980 đó thì ra là 1.105 km. Điều đó có nghĩa là nếu bạn đi nhiều hơn 1.105 km thì bạn nên chọn gói cố định không giới hạn số km. Đấy, lúc đó thì chắc chắn sẽ rẻ hơn. Và nếu bạn đi ít hơn 1.105 km mỗi tháng thì bạn chọn gói linh hoạt sẽ rẻ hơn một xíu. Đi vào cụ thể trường hợp thuê pin gói linh hoạt và chạy 500 km, số tiền là hết 363.000 đồng nếu sạc tại nhà. Tổng sẽ là 1.353.000 đồng và tính ra là 2.706 đồng mỗi km. Còn trường hợp bạn sạc tại trụ với cách tính tương tự trên thì số tiền của bạn phải bỏ ra là 1.528.000 đồng và tính ra là khoảng 3.056 đồng mỗi km. Nếu bạn đi 1.000 km, số tiền bạn phải bỏ ra khoảng 2.643.000 đồng nếu bạn sạc tại nhà và tính ra là 2.643 đồng mỗi km di chuyển. Còn trường hợp bạn sạc tại trụ sạc sẽ mất là 2.964.000 đồng và tính ra là 2.964 đồng mỗi km di chuyển. Tiếp tục, nếu bạn chạy 2.000 km thì số tiền bạn phải bỏ ra là 5.252.000 đồng và tính ra lúc này đã bắt đầu đắt hơn rồi đấy, là 2.611 đồng mỗi km. Đó là sạc tại nhà, còn nếu sạc tại trụ sạc thì 2.000 km đó bạn sẽ mất tổng số tiền là
5.834.000 đồng và tính ra là 2.917 đồng mỗi km di chuyển. Để các bạn dễ hình dung thì tôi muốn so sánh nhanh với một chiếc xe xăng hạng D là cùng phân khúc với chiếc VF8 này. Thì theo quan sát của tôi, những chiếc xe như thế có mức tiêu hao nhiên liệu trung bình đâu đó khoảng 10-11 lít trên 100 km. Với giá xăng hiện nay là 23.000 đồng mỗi lít thì tính ra mỗi km di chuyển chiếc xe xăng sẽ tốn khoảng tầm 2.500 đồng 1 km. Như vậy là nếu cả hai xe cùng di chuyển 1.000 km mỗi tháng thì chiếc VF8 này sẽ tốn hơn. Tuy vậy, nếu di chuyển tới 2.000 km thì chi phí chạy đối với xe xăng là không đổi, trong khi đó đối với xe điện sẽ tụt hẳn xuống còn có hơn 1.700 đồng 1 km, và tiếp tục càng chạy thì xe điện càng rẻ, xuống 1.000 đồng 1 km chẳng hạn. Ngoài ra, tôi muốn bổ sung thêm một cái lợi điểm cực lớn đối với xe ô tô điện, đó là chi phí trong quá trình sử dụng là thay dầu, rồi là các cái chi phí bảo dưỡng sửa chữa sau này sẽ rất thấp. Từ những số liệu trên, ta có thể thấy là việc sạc tại nhà sẽ giúp tiết kiệm khá khá đấy. Ví dụ như là đi quãng đường khoảng 2.000 km thì chúng tôi sẽ tiết kiệm được khoảng tầm 600.000 đồng. Đấy. Nếu đi càng nhiều hơn thì tiết kiệm càng nhiều hơn. Tất nhiên, như tôi đã nói ở trên, thì để có mức giá tiết kiệm như vậy thì mình phải điều chỉnh. Thứ nhất là về nguồn điện, là mình sử dụng điện 3 pha. Mình sẽ không dùng vào giờ cao điểm mà tập trung chủ yếu giờ thấp điểm hoặc giờ bình thường. 9:30 đến 11:30 là giờ cao điểm này, và từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối là giờ cao điểm. Đấy, còn lại là giờ bình thường. Thấp điểm là từ 10 giờ đêm đến 4 giờ sáng ngày hôm sau. Chủ nhật thì không có giờ cao điểm. Nói tới điều này thì tôi muốn chia sẻ với các bạn là việc lắp điện 3 pha hiện nay nó cũng nan giải đối với rất nhiều người, nhưng cũng khá là thuận lợi dễ dàng với một số người còn lại. Ví dụ như tôi chẳng hạn, thì nhiều người xung quanh tôi lắp với cái chi phí khá là tốn kém, lên tới vài chục triệu đồng. Trong khi mình làm đúng thủ tục này, khai báo online này, thì chi phí thực tế của tôi chỉ khoảng 1 triệu đồng thôi. Bạn nào cần tư vấn thì cứ alo số hotline để tôi hỗ trợ. Như vậy là tôi vừa chia sẻ với các bạn những thông tin tổng quát liên quan đến việc lựa chọn gói thuê pin, rồi là chi phí sạc điện tại nhà, tại trụ ra sao, tổng chi phí sử dụng chiếc xe này mỗi tháng thế nào, khi đi nhiều, đi ít. Hy vọng những thông tin đó có thể giúp ích các bạn trong quá trình lựa chọn. Vâng, video của chúng tôi hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành thời gian theo dõi. Và sẽ cảm ơn nhiều hơn nữa nếu các bạn đăng ký kênh, nhấn nút hình chuông, like, share và để lại những bình luận, góp ý cho chúng tôi ở dưới video. Xin chào và hẹn gặp lại.